Và giờ đây xin mời tất cả quý vị đến với một gian hàng mà không thể bỏ qua. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì chỉ có 100 hộp sản phẩm thạch đen QQ được bán với 100% Bitcoin S. Và hiện nay số lượng hàng của chúng tôi tại hội chợ thì đã gần hết rồi. Cô chú anh chị em có thể ghé tham quan gian hàng để chúng ta sử dụng thử sản phẩm và sau đó thì mình có thể quyết định mua và thanh toán bằng Bitcoin S. Cảm ơn ban tổ chức rất nhiều và cảm ơn đội ngũ MC cũng như là đội ngũ sự kiện đã giúp cho các doanh nghiệp chúng tôi được tỏa sáng trong hội chợ buổi sáng ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Wow, rất là tuyệt vời. Và như đã nói từ trước, có rất nhiều những sản phẩm được thanh toán bằng 100% là Bitcoin S. Nhắc đến đồ ăn đồ uống là đoàn không thể bỏ qua được. Xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với gian hàng thạch đen Quy Quy và đặc sản Tràng Định Lạng Sơn. Rất là tốt cho sức khỏe, tốt cho người ăn kiêng nè, hỗ trợ giảm cân, đẹp da, giữ dáng. Vậy đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sản phẩm này nhé. Dạ, em xin được chào chị ạ. Chị có thể giới thiệu sơ qua về doanh nghiệp của mình ạ. Trước tiên thì doanh nghiệp Thạch Đen Quy Quy xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức của chương trình hội chợ Bitcoin S tổ chức lần một tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một vinh dự rất lớn cho các doanh nghiệp được tham gia hội chợ trong buổi sáng ngày hôm nay. Và với cơ sở sản xuất Thạch Đen Quy Quy thì chúng tôi mang đến sản phẩm thứ nhất là thân thiện với môi trường, tốt cho sức khỏe cộng đồng. Sản phẩm của chúng tôi cam kết 100% không chất bảo quản, không chất tạo màu và phù hợp cho mọi lứa tuổi, trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ và nam giới đều dùng được. Và đây là một sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe và nên sử dụng. Và chị mới vừa nói là nên thử, đúng không ạ? Xin phép thử chị thử xem như thế nào nhé. Mời em, mời quay phim luôn ạ. Và khi mà dùng như vậy cảm thấy rất là mát nha quý vị. Dạ. Nó mát, vị nó không có quá ngọt, dạ. Nó thanh. Dạ. Và đảm bảo rằng đây là một sản phẩm cháy hàng trong hội chợ ngày hôm nay. Thanh toán bằng 100% là Bitcoin F. Vâng, chị ơi, một lát để cho em một cái nha. Cho mình nói thêm một chút xíu. Vâng, kính thưa cô chú anh chị em có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay thì 100 hộp sản phẩm được bán 100% bằng Bitcoin S, nhưng mỗi một khách hàng đến tham quan gian hàng chúng ta chỉ được mua một sản phẩm thôi. Tại vì hiện nay rất nhiều khách hàng đang đến hội chợ và sản phẩm của chúng tôi thì gần hết rồi, nhưng mà sau hội chợ chúng tôi vẫn tiếp tục bán trong cộng đồng Bitcoin S với 20.000 Việt Nam đồng và 5.000 Bitcoin S. Chúng tôi rất tin tưởng là nhờ cộng đồng Bitcoin S thì rất nhiều những sản phẩm giống như cơ sở Thạch Đen Quy Quy sẽ được tỏa sáng. Cô chú anh chị em hãy dùng sản phẩm của người Việt. Thứ nhất, chúng ta giúp cho bà con nông dân của chúng ta xóa đói giảm nghèo. Thứ hai, giúp cho doanh nghiệp được phát triển. Và thứ ba, cộng đồng Bitcoin S của chúng ta ngày càng rộng lớn hơn. Không những ở Việt Nam mà chúng ta sẽ vươn xa hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Kêu chỉnh cái micro to xuống. Cho mình mua một hộp này. Dạ vâng ạ, một hộp. Rất là tuyệt vời. Hãy cùng giúp cho cộng đồng, các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta sẽ ngày càng phát triển. Xin cảm ơn Thạch Đen Quy Quy. Một sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe. 25.000 thôi chị ạ. Dạ rồi. Một lát nữa quý vị hãy nhớ ghé đến gian hàng của Thạch Đen Quy Quy để sở hữu ngay cho mình sản phẩm này nhé. Thanh toán 100% bằng Bitcoin F. Vâng ạ. Và giờ đây xin được mời tất cả quý vị.